Chiều ngày 28 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức. Bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh viện được giao quyền tự chủ chi thường xuyên từ năm 2016 đến nay. Theo bác sĩ Khanh, nhờ thực hiện tự chủ, bệnh viện đã chủ động mạnh mẽ phát triển các hoạt động phục vụ khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Tuy nhiên, theo bác sĩ Khanh, trong quá trình thực hiện quyền tự chủ chi thường xuyên, bệnh viện cũng gặp một số khó khăn nhất định. Theo quy định, biểu giá dịch vụ kỹ thuật y tế được cấu thành từ 7 yếu tố chính. Tuy nhiên, hiện cơ cấu giá khám chữa bệnh áp dụng đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế mới chỉ được tính 4/7 phần. Riêng 3 phần còn lại gồm chi phí nhân sự gián tiếp, khấu hao thiết bị, máy móc, chi phí đào tạo, nghiên cứu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng chưa được tính đúng, tính đủ vào cơ cấu giá. Việc này gây nên tình trạng thâm hụt và không có nguồn tái đầu tư cơ sở vật chất. Chưa hết, máy móc thiết bị ngày càng lạc hậu, chất lượng khám chữa bệnh không được nâng cao, không có nguồn đào tạo nhân lực và thu hút nguồn lực có chất lượng cao. Bác sĩ Khanh chia sẻ.